chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Tụi Linh đang trên đường đi ra một cái bãi biển gọi là Pescara. Thì ở đây có nhiều bãi biển lắm. Tụi Linh đi cái chuyến đi này mục đích là để đi tắm biển. Vì ở Hà Lan nhà Linh ở xa biển. Và mỗi lần khi mà tới cái bãi biển ở Hà Lan thì nó hơi bị lạnh á. Có khi không có tắm nhiều. Mình qua bên này đúng là cái vùng biển á cả nhà. Cho nên mình phải đi đến các bãi biển tắm và quay phim cho cả nhà xem. Nếu mà cả nhà thích clip của Linh đó, làm ơn hãy share, like, subscribe cho Linh nhé. Linh cảm ơn cả nhà trước rất là nhiều. Đây là một cái bãi biển khác. Và cái bãi biển này có nhiều trò chơi. Bãi biển nào cũng có nhiều trò chơi hết á. Nhưng mà cái lần trước thì Linh không có đi nhiều, cho nên Linh không có quay được. Khi mà quay cho mọi người xem xong á thì Linh mới thấy là có nhiều cái khu vực khác nhau. Còn bây giờ thì Linh có kinh nghiệm hơn, nên Linh đi quay trước cho mọi người xem, rồi sau đó thì mới đi bơi rồi nghỉ ngơi. Ở đây họ làm cái dù á, nhìn hay hay ha cả nhà ha. Nhìn mình tưởng giống như là mình đang ở cái vùng Hawaii vậy. Trời, nó nắng bà con. Ui, nó nắng quá trời nắng. Cái chân mình đi xuống cát mà nó mình khùng ghê á. Không có gì nè, đem cái đôi dép theo, nóng quá cả nhà ơi. Má ơi, nó nóng. Nóng quá cả nhà ơi. Không đi tiếp nữa. Tại vì cái chân á, hồi nãy Linh đi chân đất không có đem giày theo, giờ thấy nó quá nóng đi. Phải mà mang cái đôi dép kẹp đi xa một tí á, thì Linh sẽ đi quay hết cái dọc cái bãi biển này. Thì chắc chút xíu nữa Linh sẽ đi quay cho mọi người xem rồi. Còn bây giờ thì thôi mình dừng ở đây chút xíu đi, quá nóng cái chân rồi. Đây là bãi biển Pescara, một trong những nơi, một trong những thành phố lớn nhất nước Ý. Thành phố này được bao bọc bởi các dãy núi. Kiến trúc ở đây rất là đẹp. Và dân số ở đây là khoảng 122.000 người. Nhưng rất tiếc hôm nay Linh không có tham quan thành phố mà chỉ đến đây để tắm biển. Cái hình dạng của bãi biển ở đây không có phong phú lắm. Rất dài nhưng không có đa dạng, không có sự khác biệt nhiều. Mình nhìn nó đẹp vì là người ta trang trí cho nó bằng những cây dù. Nhưng mà bãi biển thì đẹp, bãi biển sạch, nhiều rong, nhưng không hề có rác. Lúc mình tới bây giờ thì mình thấy cũng không có nhiều trò chơi, không có nhiều người chơi những cái trò khác trên biển. Tại vì sóng êm đềm chứ không phải là sóng cao để chơi những cái trò lướt ván hoặc là lướt sóng gì đó. Biển ở đây là bãi cát chứ không phải bãi sỏi, cho nên mình đi thì nó không có làm cho chân mình quá bị đau. Ở khu vực này có quá nhiều bãi biển, còn bãi nào cũng rất là đẹp, bãi này là cát. Còn cái bãi mình đi kia là sỏi. Giờ thì Linh đi dọc cái bờ biển này và cái bờ bên kia. Mình đi hơi xa một chút, cả nhà theo dõi cái bước chân của Linh để mình tìm hiểu thêm về cái bãi biển của nước Ý nhé. Xây lại nếu mà không á, dưới người ta lại lo hàng nhiều tiền lắm. Ở đây họ rất là thoáng. Linh thấy nhiều người trẻ em rồi đi bơi và chơi những cái trò đi biển nhìn thích lắm. Nhưng mà Linh thấy là không có nhiều cái trò giống như là lướt ván hay là gì hết.
mình phải đi qua cái khu vực này, phải qua cái gò đá này. Linh không biết cái gò đá, Linh nghĩ chắc gò đá này nó là nhân tạo chứ không phải là tự nhiên đâu. Tại vì Linh thấy cứ khoảng một khoảng là sẽ có một cái gò đá như vậy. Cái bãi gò đá như vậy nè cả nhà. Coi chừng Linh vấp té. Và bên đây là một cái bãi khác. Dù thì vẫn giống như vậy nhưng mà khác chút xíu. À, Linh quên nói cho mọi người biết nữa chứ. Ở đây mình mướn một cây dù như vậy là 15 euro chứ không phải là ngồi miễn phí. Và mấy cái dù này đó không phải thuộc cái nhà hàng phía trong nha cả nhà, là của cái bãi biển của cái chủ của cái đám dù này thôi. Cho nên mình có vào nhà hàng mình ăn á thì mình trả tiền ăn của nhà hàng, rồi ra cái dù này mình muốn ngồi thì mình cũng phải trả tiền cho cái dù này, chứ mình không có ngồi miễn phí từ cái nhà hàng. Ồ, cái bãi biển này Linh mà đi một hồi á hả, Linh lãng tích bên kia luôn, dài lắm á cả nhà, nhìn nè đó, xa tích đằng kia luôn. Có mấy cô xinh đẹp quá đi. Đi từ mặt biển. Trời ơi, rồi, tiêu rồi, đôi dép của Linh nó bị xích ra rồi, chết rồi. Thôi Linh dừng lại một tí, Linh gắn đôi dép lại cái nha. Gắn xong đôi dép. Là tại vì nếu mà mình đi, mình Linh mới đi chưa được nữa hành trình của Linh nữa mà cái đôi dép kẹt nó xích nữa, mình phải chạy đi tìm đi mua mất thời gian của mình lắm. Và cái bãi biển này mọi người thấy rồi đó, hồi nãy á Linh la làng là tại vì nó thật sự là nó rất là nóng luôn cả nhà ơi. Nếu mà mình không mang dép á là mình đi không có nổi đâu. Đây đây, tiếp tục. Đó đó đó, dép lại dính nước nữa, lại xích ra nữa. Nói chung là nguyên cái dọc dọc bãi biển dài như vậy và nó cũng như vậy thôi. Thôi bây giờ mình quay lại cái chỗ của mình đi nha. Để mình bơi. Mà hôm nay không có ai quay phim cho Linh rồi. Tại vì con Linh nó lười, nó không chịu bơi. Xong ông xã Linh ảnh bơi rồi. Thì ảnh nước rồi hết rồi. Ảnh cũng không muốn giữ cái camera cho Linh nữa. Anh ấy đi chơi mà bắt ảnh quay ngoài. Thì quay mới có cho mọi người coi chứ. Chứ không quay làm sao mà cho mọi người xem được đúng không. Em đảo camera lại đây.
De zon schittert mooi. Linh, cái bãi biển này em cạn lắm cho nên Linh nói với anh xã quay cho mọi người xem một chút xa xa. Tại vì hôm qua nếu mình đi một chút xíu vậy thôi là đã hụt cái chân của mình và rất là sâu. Nhưng mà bãi biển này thì cạn. Đi cách ra ngoài khơi vẫn còn thấy được. Mọi người nhìn cái bãi biển này đẹp lắm nè. Đó, mà đã Linh quay rồi nhưng mà mình quay ở đường dọc thôi chứ có quay từ dưới biển lên. Mọi người xem clip đừng có chê dáng Linh xấu nha. Tại Linh cố gắng Linh quay cho mọi người xem cái biển thôi, và nếu mà không quay Linh mà quay người khác thì cũng rất là tệ, cho nên thôi mình quay Linh nhé. Mọi người thấy không, Linh đi tới đây nè là vẫn đi được chứ không phải bơi gì hết, và khi mình bơi á nó đụng cái chân của mình. Cay ơi là cay luôn. Linh cảm ơn cả nhà đã coi clip của Linh. Mong mọi người hãy like, share và subscribe cho Linh nhé. Nếu mà mọi người thích clip của Linh. Và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye bye.